câu lạc bộ truyền thông Cóc Sài Gòn được thành lập vào tháng 9 năm 2009 với sứ mệnh gắn kết các bạn trẻ có đam mê về truyền thông, sự kiện nhằm tạo ra những giá trị cho cộng đồng thông qua các dự án, các cuộc thi, hoạt động, sự kiện, hội thảo, workshop, talk show. Cóc Sài Gòn đặt mục tiêu trở thành câu lạc bộ hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông và sự kiện tại trường đại học FPT nói riêng và cộng đồng người trẻ nói chung. Câu lạc bộ hiện đang có hơn 150 thành viên đầy nhiệt huyết và đam mê, được chia làm 6 ban chính bao gồm ban truyền thông, chịu trách nhiệm sáng tạo ra những nội dung truyền thông và đảm bảo về sự chỉnh chu, đúng và đủ của các ấn phẩm truyền thông. Bạn sẽ quản lý nội dung truyền thông của câu lạc bộ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok. Ban truyền thông bao gồm các team, content, design, video editing và photography. Ban sự kiện là ban với số lượng thành viên hùng hậu nhất, chịu trách nhiệm quản lý, lên kế hoạch và triển khai các hoạt động như cuộc thi, talk show, workshop, sự kiện cũng như các hoạt động nội bộ như tổng kết kỳ, team building của câu lạc bộ. Ban sự kiện bao gồm hai team chính, event production và planning. Ban dự án chịu trách nhiệm quản lý, nhận ý tưởng, báo cáo từ các dự án và đưa ra đề xuất triển khai, đảm bảo số lượng và chất lượng của dự án mỗi kỳ. Ban nhân sự chịu trách nhiệm quản lý thông tin thành viên của câu lạc bộ và của các group làm việc, kiểm soát quá trình tuyển, đào tạo kỹ năng của thành viên và quản lý quỹ của câu lạc bộ. Ban đối ngoại quản lý chính việc hỗ trợ truyền thông và hợp tác truyền thông, giúp kết nối tạo mối quan hệ với các câu lạc bộ trong và ngoài trường, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ. Ban sẽ quản lý email và cập nhật thông tin nội dung website của câu lạc bộ. Đặc biệt trong năm 2020 vừa qua, câu lạc bộ truyền thông Cóc Sài Gòn đã thành lập một ban mới, ban trình diễn nghệ thuật Melusi. Ban được thành lập vào tháng 7 năm 2020 với tiên quyết phát triển toàn diện các hoạt động trình diễn bao gồm ca hát, nhảy múa, nhạc cụ, MC. Đây là một sân chơi nơi các bạn sinh viên có thể thỏa sức khám phá và thể hiện tài năng, đam mê nghệ thuật của mình. Sau nhiều năm định hướng và phát triển, Cóc Sài Gòn dần trở nên lớn mạnh và đã thành công thực hiện hơn 90 dự án mang các màu sắc đa dạng như Cóc Sài Gòn Online, dự án chuyên cập nhật những tin tức nóng hổi nhất, cung cấp đầy đủ tất cả những thông tin tại trường F với những nội dung đầy đủ, hài hước cùng tốc độ bắt trend cực nhanh. Đây là một trong những project thu hút nhiều sự tương tác nhất của Cóc Sài Gòn. Humans of FPTU nên chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện độc nhất và thú vị của các cá nhân đến từ Đại học FPT Ba Miền. HOF là một dự án với sứ mệnh tìm kiếm, chia sẻ những tâm tư, những câu chuyện của FPTers, giúp mang mọi người đến gần nhau hơn. Plus Beauty Moment, dự án nghệ thuật nhiếp ảnh với sứ mệnh bắt trọn những khoảnh khắc triệu view của các thực phẩm trường F. FBM luôn sẵn sàng chào đón những bạn trẻ yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp để cùng nhau tạo nên một nơi có thể lưu lại và lan tỏa những khoảnh khắc xuất thần của các bạn sinh viên trường đại học FPT. Cóc Sài Gòn TikTok, hành trình triệu view với đội ngũ nhanh, nhạy, bắt trên với tốc độ ánh sáng. Đây là một kênh truyền thông đầy mới mẻ mà câu lạc bộ đang có định hướng phát triển trong năm 2021 với những nội dung độc đáo, mới lạ và trending dành cho thế hệ Gen Z cũng như toàn bộ sinh viên FPT. Definition, từ điển bách khoa toàn thư dành cho sinh viên đại học FPT, giải thích và sáng tạo những khái niệm chỉ người nhà F mới hiểu. Dự án sẽ phụ trách sáng tạo nội dung từ các terms đặc trưng, khai thác những khía cạnh đời sống, văn hóa vừa lạ vừa quen tại FPTU. Chúc mừng sinh nhật, đây là một trong những dự án ý nghĩa nhất đối với các members của Cóc Sài Gòn. Như một lời cảm ơn và tri ân tới những nỗ lực của các thành viên, chúc mừng sinh nhật trở thành người đại diện câu lạc bộ, mang đến những nhắn gửi tốt đẹp nhất vào ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình Cóc Sài Gòn. Ban trình diễn nghệ thuật Melusi cũng đã cho ra mắt hơn 15 dự án nổi bật được đầu tư cả về mặt chất lượng hình ảnh lẫn âm thanh với hơn 200.000 lượt xem, có thể kể đến như MV Cover, Cảm ơn và xin lỗi, MV Tết Đông Đầy, MV Nhất Quỷ Nhì Ma, Dance Cover Hello Bitches, chuỗi live season Retro Rake. Melusi cũng đã có cơ hội được hợp tác với các câu lạc bộ âm nhạc từ các trường đại học khác cũng như tham gia trình diễn gần 20 sự kiện trong và ngoài trường. Các dự án trên đã thu hút hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội cũng như đông đảo sự quan tâm đến từ mọi người. Bên cạnh đó, câu lạc bộ truyền thông Cóc Sài Gòn đã dần chứng minh được vị thế cũng như tiềm năng phát triển của mình qua những sự kiện tầm cỡ được hợp tác và bảo trợ bởi các thương hiệu, nhà tài trợ như Strongbow, Dreamastic, Nước Tăng Lực Compact, Watson. Những sự kiện nổi bật đã được Cóc Sài Gòn tổ chức có thể kể đến như Ethereal Indie Show, đêm nhạc dành cho những bạn trẻ có niềm yêu thích với nhạc indie. Đêm nhạc đã diễn ra thành công với sự tham gia của gần 500 khán giả, quy tụ những cái tên sáng giá trong làng indie Việt như Vũ, Thế Bảo, Tuyên, Ready, The Flop, đã đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau và những giây phút đắm mình trong âm nhạc. Halloween Party, với sự quy mô và hoành tráng, sự kiện Halloween Party đã trải qua 3 mùa với tổng cộng gần 3.000 lượt đăng ký, cùng sự góp mặt của những nghệ sĩ được các bạn trẻ quan tâm như The Julie,
rapper Cam. Qua các mùa, Cốc Sài Gòn còn có cơ hội được hợp tác cùng các câu lạc bộ lớn như câu lạc bộ tiếng Anh Irish Cool, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, câu lạc bộ Music, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, câu lạc bộ guitar gỗ Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác như Ticketbox, Heineken, B-Group. Nhật ký Khoảnh khắc đời lính là cuộc thi thường niên của Cốc Sài Gòn dành cho các bạn tân sinh viên. Cuộc thi thường tổ chức vào học kỳ quân sự với mục đích tìm kiếm những tài năng viết lách và chụp ảnh cũng như ghi lại những kỷ niệm, cảm xúc vô cùng quý giá trong khoảng thời gian một tháng tại trường quân sự quân khu 7. Sài Gòn Talk, chuỗi talk show định kỳ dành cho giới trẻ. Đây là nơi các bạn sinh viên sẽ được chia sẻ và lắng nghe những bài học, trải nghiệm đến từ các diễn giả vô cùng quen thuộc như tiến sĩ tâm lý Tony A, cặp đôi TZ Dickleb, MC Dustin Phúc Nguyễn, MC Lưu Hà Trinh, F Talent, cuộc thi tìm kiếm tài năng kết nối những nhân tố đặc biệt trong hàng nghìn tân sinh viên đến với Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40 triệu đồng. F Talent năm 2020 đã thật sự bùng nổ với 78 tiết mục đặc sắc cùng các vị giám khảo quyền lực như Trọng Hiếu, Lily, Andy, TikTok. Đây là cuộc thi sáng tạo video thông qua nền tảng mạng xã hội TikTok dành riêng cho học sinh sinh viên trên toàn tổ chức giáo dục FPT. Cuộc thi đã tạo ra một sân chơi đầy sáng tạo cũng như lan truyền thông điệp tích cực trong mùa dịch. Love Lot, sự kiện phát người yêu lớn nhất Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 5 mùa diễn ra, Cốc Sài Gòn đã phát triển Love Lot mạnh mẽ hơn, tạo thêm nhiều hoạt động đầy thú vị và thu hút đông đảo sự quan tâm tham gia đến từ các bạn sinh viên. Sunset Radio Show là chuỗi mini show giao lưu âm nhạc và công chiếu online được diễn ra định kỳ với sự tham gia của các ban trình diễn nghệ thuật, câu lạc bộ trong và ngoài trường cùng các ca sĩ khách mời với những chủ đề, màu sắc âm nhạc vô cùng đa dạng. Sunset Radio Show là điểm gặp gỡ lý tưởng của những tâm hồn yêu âm nhạc trường F. FPTU Debate Tournament là cuộc thi tranh biện lớn nhất và được mong chờ nhất Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội cho các bạn sinh viên được cọ sát, thể hiện khả năng lập luận và tư duy phản biện, rèn luyện tinh thần đồng đội của mình. Ngoài ra, câu lạc bộ truyền thông Cốc Sài Gòn đã hợp tác tổ chức và truyền thông cho hàng loạt các dự án và sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài trường. Có thể kể đến như chương trình X-Mai năm 2020, sản phẩm âm nhạc Show 30, F-Comic Universe năm 2021. Cho đến hiện nay, câu lạc bộ truyền thông Cốc Sài Gòn là câu lạc bộ duy nhất 12 kỳ liên tiếp đạt danh hiệu câu lạc bộ xuất sắc, phá vỡ kỷ lục của chính mình và nằm trong top các câu lạc bộ hoạt động mạnh tại trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian sắp tới, với đội ngũ lớn mạnh của các chiến binh áo vàng, Cốc Sài Gòn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa với nhiều dự án, sự kiện thú vị và đặc sắc.